Người ủy thác là giáo viên một nhà trẻ. Nơi được ủy thác cải tạo là một nhà trẻ ở Takizawa. Ở đây có những đứa trẻ từ 0 tuổi đến trước độ tuổi đi học. Tổng cộng 66 đứa trẻ sinh sống ở đây, để bồi dưỡng năng lực độc lập tự chủ của các bé. Nếu như không phải quá cần thiết, các mẹ ở đây sẽ không can dự vào. Cô nói, các bé muốn làm gì thì cứ để chúng tự do thực hiện. Các bé ở độ tuổi này có khả năng mô phỏng vô cùng mạnh mẽ. Bọn trẻ sẽ không cố ý tránh né. Ví dụ như khả năng nguy hiểm tiềm ẩn của các loại dao kéo, cho dù các bé muốn trèo cây cũng được cho phép, khiến cho các bé có sự hiểu biết, trải nghiệm, cảm nhận phong phú mới có thể bồi dưỡng hiệu quả khả năng tự lập và tự giác của các bé. Nhà trẻ này mỗi năm có một thông lệ, cũng là chuyện được các bé mong đợi nhất. Nghịch nước, các bé đều đắm mình trong thế giới toàn thân là bùn đất, đương nhiên là rất vui vẻ. Thầy cô cũng tham gia cùng các bé. Chỉ có điều, sau khi tổ chức xong, nơi vui chơi bị đọng nước nghiêm trọng, không thể thoát nước. Niềm vui phải trả giá mới có được. Các mẹ ở nhà trẻ mỗi ngày đều rất đau đầu. Lần này ngoại trừ phải giải quyết một số vấn đề thực tế, cô viện trưởng còn có một mong muốn. Cô trong chương trình này cũng theo đuổi thần tượng. Cô nói thần tượng của cô chính là nhà thiết kế phế liệu Ryoichi Kanai. Không chỉ khiến vật liệu được tái sinh, viết tiếp những kỷ niệm, hơn nữa ông có một đoàn đội không gì sánh bằng. Rất lâu trước đây bọn họ đã là bạn bè tốt của nhau. Cô viện trưởng hy vọng nhân cơ hội này khiến các bé hiểu được tình bạn trường tồn với thời gian. Chuẩn bị, các bác chuyên gia, anh Renny và các bạn của anh, xin hãy vì chúng em tạo ra một môi trường vui vẻ và thú vị. Dường như nghe thấy tiếng gọi của các bé, những chàng trai này đã xuất hiện. Ai cũng tràn đầy năng lượng, toàn thân mang đầy những kỹ năng. Chim ưng Maru, sở trưởng lái máy móc, biệt hiệu là người điều khiển thần kỳ, lực sĩ trong nhóm Kentai, sở trường là tháo dỡ nhà. Siêu người mang niềm vui đến cho mọi người khi làm việc, là người học công trình xây dựng chuyên nghiệp. Obesi Haso trầm mặc ít nói, đảm nhiệm công việc thợ mộc. Còn có người lắp đặt đường ống Gusan và Tsukun, ống nước và công trình nhà tắm, nhà vệ sinh giao cho họ là được rồi. Mỗi một người trong nhóm của Ryoichi Kanai bình thường cũng là chuyên gia của các lĩnh vực. Các vị nghĩ thế nào? Phải cải tạo nhà trẻ. Hình tượng của các thành viên trong nhóm có chút khiến người ta lo lắng. Về phương diện công việc thì mọi người đều được hết. Tôi rất thích các bạn nhỏ. Anh thích hay không thích liên quan gì đến chuyện này. Vấn đề là các bạn nhỏ có thích hay không. Đương nhiên là các bạn nhỏ vô cùng sợ hãi. Lần cải tạo này là lần thứ 3 cả nhóm hợp tác với nhau. Lần đầu tiên là cải tạo sân vườn, khiến mẹ của Yuji vô cùng vui vẻ. Tác phẩm này cũng khiến bọn họ thuận lợi nhận được công việc thứ 2, mà cải tạo sân vườn của phòng tranh cũng khiến các thành viên trong nhóm tiếp tục trưởng thành, càng đáng để tin tưởng. Lần cải tạo này cũng tập trung ở sân vườn, xung quanh bãi đỗ xe, bao gồm khu vui chơi, sân cát, sân thể dục, tổng diện tích khoảng 512 m². Viện trưởng mang cả nhóm tìm hiểu những điều bất tiện ở đây. Nơi sau khi nghịch nước xong, bị tích nước nghiêm trọng, không thể thoát nước. Vết chân đầy bùn đất cũng dính đầy ở trong phòng học, khiến người ta đau đầu. Sau khi kết thúc trò chơi, đất cát của một người rửa ra đủ để làm tắc bể nước. Mỗi lần xử lý đều rất tốn công tốn sức. Ngoài ra, khu thể dục bị ngăn cách bởi bãi đỗ xe, dẫn đến một bên không có ai ngó ngàng đến. Ở khắp nơi trong vườn đều tùy tiện đặt những ống sắt, hóa ra là dùng để căng bạt che nắng, nhưng lại ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Thảm cỏ nhân tạo mỗi ngày đều được thay mới, nhưng cũng rất nhanh bị vùi dưới lớp cát. Các bé không thể nào bỏ chơi ở đây. Mùa hè mở cửa cho đỡ nóng, gió cũng sẽ đem những hạt cát vào trong phòng. Khu đất phía sau mới mua, vốn định dùng cho các bé đi xe đạp, nhưng lại không thể sử dụng. Đường đi được lót đều bị mục hết. Ngoài ra con đường nhỏ đi đến đây được lắp đặt một vài bình ga cũng vô cùng nguy hiểm. Viện trưởng đưa mọi người vào trong phòng. Trên tường được vẽ đầy những mong ước của đám trẻ, muốn có sân đá bóng, đường đi xe đạp, xích đu, cầu trượt, biển lớn, quán nước. Con muốn có quán nước à? Cảm giác áp lực lớn quá à? Ước mơ của các bé đều rất đa dạng. Vậy thì lần cải tạo thứ 3, vì các bé, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Cải tạo ra nhà trẻ tuyệt vời nhất. Cố lên. Được, để hoàn thành môi trường giáo dục lý tưởng, bên phía nhà trường cung cấp 3.500.000 yên, nhà tạo hình cho phế liệu. Đoàn đội do Ryoichi Kanai dẫn đầu bắt đầu thử thách mới. Ngày cải tạo đầu tiên, các bé vô cùng hăng hái giúp đỡ dọn dẹp đồ đạc. Các thiết bị vui chơi chớp mắt đã được dọn dẹp xong rất nhanh. Lan can bên ngoài bãi đỗ xe của nhà trẻ cũng bị gỡ bỏ, khiến sân trước vô cùng thoáng đãng. Theo Ryoichi Kanai để cho mọi người vẽ ở trên bãi đỗ xe, sau đó người mang niềm vui siêu bắt tay cắt mặt đường. Bọn họ vô cùng nhanh chóng, sau đó đem những tấm đá nặng 30 cân gỡ bỏ và vận chuyển đi hết. Như vậy, bãi đỗ xe trở về thành bãi đất trống. Những hòn đá lót đường trong sân cũng được nhanh chóng cậy bỏ. Từ con đường bị tích nước trước đây, đất cát hoàn toàn được lộ ra. Lúc này người điều khiển thần kỳ Maru ra trận,
bắt đầy đào. Roichi Kanai cũng tham gia. Đất ở phía dưới vô cùng cứng rắn, khó thấm nước. Sau khi kết thúc, một cái ống dài có những lỗ trống được bố trí dưới đất và được chôn lại. Vậy là hệ thống thoát nước đã được cải tạo xong. Khu đất mới mua phía sau cùng được đào lên, sau đó được phủ lên đá dăm và xi măng. Tiếp theo là sự xuất hiện của lực sĩ Kenta, đem những miếng đá và đường nhựa trước đó vận chuyển đến. Bỏ cuộc đi, rất nhanh bãi đậu xe phía trước nhà trẻ trước đây bị chuyển đến đây. Giá để leo trèo phía trước bị bọn họ đào lên, vận chuyển đến chỗ khác, sau đó được chia làm hai phần. Mọi người lần lượt đoán rốt cuộc Roichi Kanai muốn làm gì. Sau đó bọn họ lại chạy ra ngoại ô đào một cái cây của người khác, hình như có chút vô pháp vô thiên rồi. Chỉ thấy Roichi Kanai thân thể cường tráng, leo lên cây cắt tỉa tán cây. Khó mà tưởng tượng được ông đã 60 tuổi rồi. Cây được đào về, thực ra là món quà mà bạn của hiệu trưởng tặng, được trồng ở vị trí bãi đậu xe trước đây. Sau đó, giá leo trèo bị gỡ ra trước đó, bao vây xung quanh cái cây. Sau đó một cây gỗ được vận chuyển đến nơi. Sau một hồi làm việc, hiện tại xung quanh cái cây ở trên cao đã có một cái đài. Nhưng cải tạo vẫn chưa kết thúc. Một cây gỗ có đường kính 40cm được xếp từ cao xuống thấp thành cầu thang. Dưới đáy được dùng xi măng để cố định. Giá sắt dùng để leo trèo cũng được chuyển đến nơi gần đó. Dùng một cây gỗ dài liên kết với bậc thang, Roichi Kanai không ngừng sáng tạo. Các cây gỗ xếp nằm ngang tạo thành bậc thang dẫn lên đài cao. Để tránh các bé bị thương trong lúc vui chơi, thanh sắt thỏ ra bị cắt đứt, dùng chất liệu mềm mại để bao bọc xung quanh. Không biết từ lúc nào, bãi đỗ xe trước đây ngăn cản tầm mắt của mọi người, bây giờ trở thành nơi vận động ngoài trời thú vị như vậy. Anh bạn sau khi rời đi được mấy ngày, sau khi quay lại nhìn thấy những thứ này vô cùng ngạc nhiên, chạy lên chơi đùa một hồi. Sau đó bọn họ đến một công trường, ở đây chuyên sản xuất các loại thảm, phông bạt. Ông chủ làm theo kích thước mà Roichi Kanai thiết kế, cắt ra một tấm bạt hình thang. Bên trong thành phẩm có cả dây an toàn của xe hơi, vô cùng chắc chắn. Quay trở lại trường, ông tiện tay vẽ một cái, bảo mọi người tiếp tục thi công. Một bên của đài cao được cố định bởi hai cây gỗ. Tiếp theo, tấm bạt hình thang vừa đúng che ở giữa hai cây gỗ. Sau đó dùng dây thừng có thể chịu được sức nặng 1 tấn cố định nó lại. Cuối cùng cố định thêm phía dưới bệ đỡ, dùng lớp đất mềm để làm đệm. Như vậy, trung tâm nhà trẻ từng bị bãi đỗ xe phân chia ra, khu vực hoạt động bên ngoài càng phong phú và thú vị hơn. Bọn họ nhanh chóng tự mình trải nghiệm thử. Buổi chiều mọi người tìm đến các bé, kể chuyện cổ tích cho các bé nghe. Mọi người ở cùng nhau rất hòa thuận. Siêu trước đây từng khiến các bé sợ hãi, cũng trở thành món đồ chơi tốt nhất của những đứa trẻ ngây thơ. Mọi người vui vẻ hòa hợp, chơi đùa vô cùng vui vẻ. Một ngày nào đó, bọn họ đi đến nơi thu hồi lốp xe. Mọi người nhìn thấy từng mảnh lốp xe vụn vô cùng hưng phấn. Chỉ thất từng cơn mưa lốp xe rơi trước mặt họ. Cải tạo bước vào giai đoạn cuối cùng, Roichi Kanai lại tiện tay vẽ một cái hồ lô tại hiện trường, bảo mọi người dùng đất trước đó đào được xếp chồng lên nhau tạo hình ở chỗ này. Chỗ lõm được móp một tấm chống thấm, sau đó đổ xi măng vào để cố định. Lúc này ở nơi thu gom lốp xe, từng vụn cao su nhỏ được vận chuyển đến nơi, phủ một lớp lên bề mặt của xi măng cứng rắn, sau đó tô màu. Do đó, khu vực với những thanh sắt trước đây trở thành một nơi mới cho các bé nghịch nước. Một ống sắt bên cạnh do nhân viên lắp đặt đưa san và xúc phun cải tạo lại, biến thành khu vực tắm rửa. Cuối cùng lớp lên lớp cỏ nhân tạo. Cải tạo kết thúc, nhà trẻ trước đây bị bãi đỗ xe chia thành 3 khu vực. Bây giờ tầm nhìn thông thoáng, tất cả mọi nơi đều rất thú vị. Bên trong trường vốn dễ bị ứ đọng nước, phía dưới được chôn đường ống thoát nước, giải quyết được vấn đề thoát nước. Cây rải gai cũng trở thành một yếu tố mới tượng trưng cho nhà trẻ. Obesi Hasou ít nói đã thiết kế ra điện thoại đường ống có thể liên lạc giữa bên trên và bên dưới. Giá leo trèo cũng có một cửa vào mới. Yuji giỏi vẽ tranh cũng không phải không có chỗ dùng. Hàng rào trước đây được chuyển ra bên ngoài, được trang trí thêm do các bé tự do sáng tạo ra, lại tăng thêm kỷ niệm cho các bé khi trưởng thành. Khu vực thanh sắt mới có thể dựa theo thời tiết, nhu cầu để thay đổi cách chơi. Các bé thông qua các loại trò chơi có thể bồi dưỡng thân thể và tâm lý khỏe mạnh và tình cảm phong phú. Con đường trước thềm từng bị ứ đọng nước, bây giờ cũng được phủ một lớp cao su từ lốp xe, dễ dàng thoát, dễ dàng dọn dẹp. Căn phòng chứa đồ bên ngoài cạnh hiên được Izito vẽ lại vô cùng sặc sỡ. Một góc bên cạnh phòng để đồ biến thành một góc cho các bé tìm hiểu về tự nhiên, khiến cho các bé gần gũi hơn với thiên nhiên. Bồn nước trước đây thường bi tắc và khó dọn dẹp đã được đổi mới. Cổng thoát nước trong bể được lắp một thần khí loại bỏ cát, vô cùng tiện lợi tiết kiệm công sức. Khu vực rửa tay bên ngoài được thiết kế tiện lợi cho các bé cùng nhau rửa tay. Sân cát bên ngoài của các bé được lắp lên một lớp cỏ mềm mại, tiện lợi cho các bé chạy nhảy.
có thể vui chơi ở mọi nơi. Giá leo trèo 4 ở khu đồ chơi. Sử dụng mô cắt làm mô hình, dưới lên xi măng để cố định hình dáng. Bên ngoài sau khi được phủ xi măng và cỏ, đào cát ở bên trong ra. Như vậy tạo thành một nơi mới cho các bé chơi đùa. Dọc theo một bên của đường cao su, đi đến khu vực mới ở phía sau. Khu vực vườn sau trước đây không được sử dụng, giờ trở thành bãi đỗ xe và nơi tập luyện xe đạp. Như vậy, phía trước của khu vườn sau cải tạo tổng cộng khoảng 760m2. Dưới sự hợp tác của nhóm Roichi Kanai, thuận lợi kết thúc công việc. Viện trưởng và các mẹ đến trước biểu cảm vô cùng hưng phấn. Bọn họ dường như đang nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ của các bé sau này. Các bé nhìn thấy những thứ này sẽ rất vui đó. Ở bên trong rộng quá a, cảm giác trong này có thể chứa rất nhiều bé. Chờ đã, đây là cái gì vậy, giỏi quá đi. Bên trong có cá vàng nữa, giỏi quá đi. Mọi người nhìn ngó khắp nơi, trải nghiệm và hưởng thụ mỗi nơi một chút. Đỉnh quá, thoát nước cũng rất tốt. Sau khi chơi ở trong bồn tắm thì qua đây tắm. Đoàn đội của Roichi Kanai xuất hiện rồi. Nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện, mọi người không ngừng vỗ tay. Tiếp theo chị hiệu trưởng sẽ có một bài phát biểu. Nhìn thấy mọi người làm việc, có loại cảm giác mọi người cùng nhau cố gắng. Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt. Cảm thấy các bạn nhỏ đã học được, phải trân trọng tình bạn. Đúng vậy, các bạn cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đúng là không tầm thường. Roichi Kanai nhìn thấy khung cảnh này, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đột nhiên, các bé mang đến bất ngờ. Mỗi một người trong nhóm của Roichi Kanai đều nhận được một món quà. Trên cốc khắc họa hình vẽ chân dung của mỗi thành viên, vô cùng đáng yêu. Roichi Kanai không kìm được rơi nước mắt, rất vui. Đúng vậy, thật đó. Bình thường tôi không hay khóc đâu. Ở một mảnh trời tràn ngập cảm tình này, các bé vui chơi hết mình, tươi đẹp và ngây thơ. Đừng vội có bonus Noel năm đó. Cả nhóm cũng không quên đến thăm các bé. Đối mặt với ông già Noel đột nhiên đến thăm, các bé vô cùng vui mừng. Bọn họ mang đến đủ các loại đồ chơi bằng gỗ tự tay làm, coi như món quà đáp lại chiếc cốc yêu thương của các bé đã tặng. Các bé tranh giành nhau, tiếng cười đùa không ngừng. Đã quên đi thời tiết giá lạnh ở bên ngoài, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. 8 tháng sau, Roichi Kanai đưa Yuji quay lại. Nhìn thấy các bé vui vẻ chơi đùa, dường như lập tức quay lại khung cảnh khi ấy. Cây rẻ gai cũng tươi tốt hơn nhiều rồi. Các bé vẫn ngập tràn sức sống như trước. Mọi người đi đến trước phòng chứa đồ, dường như nhớ lại Yuji khi đó. Anh vẽ những bức tranh này cho các bé. Mục đích lớn nhất của chuyến đi này chính là cần Yuji thiết kế một bức tranh tường. Tất cả các thầy cô bao gồm cả Roichi Kanai, dưới sự chỉ đạo của Yuji, cùng nhau sáng tác, dần dần hình thành tác phẩm vô cùng to lớn này. Bức tường xanh vốn không có một vật gì, dưới sự nỗ lực của mọi người đã trở nên phong phú hơn, tràn ngập sự thơ ngây. Cánh hoa trên bông hoa do Yuji mang theo các bé dùng tay để sáng tạo ra. Từ đó trên con đường trưởng thành của các bé lại có thêm một kỷ niệm khó quên. Ngoài ra, thảm cỏ từng được phủ xanh rờn sớm đã bị các bé chơi đùa đến mức trụi hết. Chỉ thấy các bé tự do chạy nhảy, quan tâm gì đến sự sống chết của cỏ. Mùa đông cũng chơi đùa rất vui. Vậy nên Roichi Kanai gọi mọi người đến giúp đỡ đào bỏ lớp cỏ đã bị chết khô, sau đó đổ thêm đất, tưới nước, phủ lại một lớp cỏ mới. Như vậy, khu vực vui chơi bị các bé giày vò đến hỏi lại được đổi một bộ tóc mới. Chỉ có điều, cho dù thế nào, mảnh trời nhỏ này chưa từng thiếu vắng tiếng nói cười của trẻ thơ, ngây thơ trong sáng.